gì không. Và một ý kiến nhỏ sau đó mình chuyển sang, mình thấy có một đề tài rất hay là cái cuộc chiến về cái thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Trung Quốc và Mỹ, nó ảnh xem là ở Việt Nam mình xem mình hưởng lợi về cái gì mà thiệt hại về cái gì, và mình phải nên đề phòng cái gì. Tức là dưới con mắt của người dân nhé, chúng tôi không phải là chuyên gia kinh tế nhé, tôi nói với tất cả các bạn như thế, cũng có những cái điều, nhiều điều tôi cũng suy nghĩ rồi mà tôi nghĩ là đúng, nhưng cũng có khả năng ví dụ như nhiều điều mà các bạn không đồng ý chẳng hạn, ví dụ có cái bạn nào ví dụ có về cái đầu óc phân tích về kinh tế ở trên này thì các bạn giúp chúng tôi đấy, mình mở diễn đàn ra về cái đó. Rồi xin mời Lệ Minh. Hello, xin chào chào anh Bằng, chào anh chị và các bạn trong diễn đàn lần nữa. Thì nói về vấn đề kiều hối là một cái có nhiều người, những thành phần mà chống cộng cực đoan đó ở bên Mỹ, tụi nó thường đem cái kiều hối ra để đặng mà nó kể công. Nói chúng đúng ra thì các bạn nên nhớ là nếu mà nói về những thành phần chống cộng cực đoan thì tụi nó đâu có, nó đã không thích cộng sản, nó của chế độ cũ thì nó đâu có là, nó đâu có làm gì, nó nói chung là nó không có đầu tư hay là nó đâu có thích, nó tìm cách nó phá mà nó ngăn chặn kiều hối mà. Thì cái lượng kiều hối như anh Bằng đã chia sẻ hồi lúc đầu đó là những người mà người ta đầu tư vào Việt Nam, và những người đa, theo tôi thấy là đa số là những thằng người đi lao động, người ta mình gọi là sức khẩu, họ đem cái nguồn kiều hối về rất là nhiều. Và bên cạnh đó cái nguồn kiều hối nữa là họ giúp đỡ thân nhân đấy, và hiện nay thì một số những kiều bào như Bằng cũng đã chia sẻ rồi, đã mới vừa nói đó, thì họ đầu tư vào Việt Nam, đó là cái quyền lợi thôi. Nói chung con mà cái mưu cầu hạnh phúc khi đất nước phát triển, mà chính nhờ cái kiều hối này nó đã tăng lên từ cái giai đoạn đầu 3 tỷ mà bây giờ lên hơn 13 tỷ rồi, đó là chính thức, chưa nói bằng. Thì các bạn đã thấy rằng cái nền kinh tế Việt Nam nó đang trỗi dậy và nó đang vực dậy rất là mạnh. Thì đất lành chim đậu, ông bà mình có câu vậy là như vậy, đất lành thì chim đậu, an cư thì mới lập nghiệp, tề gia trị quốc thì mới bình thiên hạ. Thì cái đó là cái ông bà mình đã có cái câu như vậy rồi. Thì các bạn thấy về những, thì tôi bổ sung thêm vấn đề kiều hối mà anh Bằng vừa mới chia sẻ, mà anh Bằng nói về vấn đề mà kinh tế Mỹ và Trung Quốc, anh Bằng muốn nói. Bây giờ này tôi xin có một bổ sung như này, cái này là ngoại lệ mà nói chung là bây giờ nhà nước mình cũng không thống kê được, mà nó đã là xui và nó là vấn đề lậu rồi thì không có một cơ quan nào thống kê được. Lợi Minh ở bên Mỹ, tôi ở Việt Nam, tôi cũng có thân nhân ở Mỹ, thì cái chuyện tuyển chuyển ngân lậu nhé, từ Mỹ về Việt Nam và Việt Nam qua Mỹ, tôi hỏi Lợi Minh có rất là nhiều, tại vì cái quyền lợi họ người gì của mình mà người ta làm ăn mà ai cũng vậy. Chứ nó chỉ về lậu là chuyện như thế này anh chị em các bạn. Là ví dụ như tôi nói, giống như không phải ví dụ, nó cái sự thật là như vậy. Cái người Việt của mình đó, họ trồng tiền ở bên Việt Nam đó, thì người Việt Nam trồng tiền Việt ở bên Việt Nam, thì ở bên Mỹ đó người ta trồng tiền cho cái người ở bên Mỹ, cái người thân nhân bên Mỹ bằng tiền đô đó, họ trồng họ gửi bằng cách đó. Còn như là những cái cơ sở làm ăn giống như là họ mua bán về những khẩu hay là họ nhập khẩu vô Mỹ những cái đồ Việt Nam vậy, thì hai bên này trồng cho thân nhân bên kia trồng cho thân nhân bên đó đấy, họ cái đó là họ nhập lậu. Đấy. Rồi họ nhập nhiều hình thức lắm, họ mang tiền mặt và họ có những cái đại diện công ty nào đó họ lập ở tại Việt Nam mà không chính thức đó. Họ lấy hình những cái hình thức du lịch thì giả, họ tìm đúng. Nói chung người Việt mình nó thường là chiến trường mà, nó bao giờ cũng vậy, cái thương trường là chiến trường à. Và cái chuyện cái chính thức là thường thường là nó qua ngân hàng, nó gửi qua ngân hàng những cái dịch vụ của Mỹ. Đó. Thì các bạn thấy là cái liền đó là chính phủ mình điều khiển được, chính phủ mình control được, nhà nước mình họ quản lý được. Còn những cái bán chính thức thì dĩ nhiên rồi, con số nó cũng lớn chứ không phải là nhỏ. Thì đó cái những, nói chung thì những cái nguồn tiền đó nó cũng đi vào trong cái quyền lợi của quốc gia rất là lớn, quốc gia mình, đúng rồi. Cho nên là tôi nói tất cả các bạn nhé, cái gì cũng thế, hiện nay ở Việt Nam đã đang sử dụng rất nhiều tiền mặt đấy, hầu như cái văn hóa tiền mặt. Tôi nói đây, ở đây có một số cái anh chị Việt kiều, các anh chị thấy ví dụ cái ngành neo ở bên 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 Mỹ chẳng hạn là rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà khi đã sử dụng tiền mặt là thế nào các anh các chị cũng động, không khai thuế đầy đủ, đó là cái chuyện dĩ nhiên. Mà trong, cho nên là ở trong đất nước Việt Nam phải sử dụng nhiều tiền mặt thành cùng là cái chuyện mà gọi lậu lướt tất cả các thứ. Tôi nói là nhiều đấy, như ví dụ một hình thức anh Lợi Minh nói là cái chuyển tiền chồng bên Mỹ, sau đó chồng bên Việt Nam, điện thoại pap xong bao nhiêu phần trăm. Thì nó có quy định dễ dàng, mà cái khoản này nhé, tôi nói với tất cả các bạn nhé, rất nhiều chứ không phải ít đó. Rồi bây giờ vấn đề kiều hối của khi mình trường là trường anh vâng
đúng rồi. Dạ. Chiến trường là chiến trường anh ơi, tại vì làm ăn mà người Việt mình nói chung là qua Mỹ cũng vậy. Cái ngành nail theo như tôi biết là tụi Mỹ tụi sợ thuế nó Vâng. cũng điên đầu lắm, nó điên đầu với người Đúng rồi. Việt mình lắm. Tại sao? Cái anh Không Việt quản lý Nam được, mình là nó khó, khó quản lý. người Việt của mình làm á, lương lẹo thì rất là giỏi. Nói xin lỗi về vấn đề này mà đụng chạm Không thì không, nói chung đúng cái chuyện đấy mình cũng nhận. Ở Việt Nam cái này tôi nói với anh, với trò trốn thuế ở Việt Nam nói chung là bây giờ hiện nay mình chỉ sử dụng tiền mặt nhiều, tránh cùng cái trò thì trốn thuế đó, nó là nhiều, anh có người ta vâng mà. Vâng đấy. đúng, hồi tôi về Việt Nam tôi mở nhà máy nước ở ở Phú Lý, ở Phú Lý, xã Phú Lý đó, Đồng Nai, Bình Cụ đó cũng vậy. Vâng. Làm thì nói chung là cứ cái anh sợ thế xuống anh ảnh thu thế rồi cái thôi, lại uống cà phê tôi cho anh 3 triệu rồi xong rồi không đâu, mình trốn thế ông chính phủ mà. Nói chung là tôi cũng biết chứ không biết. Không, không cái chuyện mình công nhận mà. Bây giờ tôi nói nhiều, rất nhiều chương trình rồi. Với Dạ, này, thì tất cái cả các người bạn. Việt mình Ông qua Mỹ nào cũng vậy. ông vâng, ông nào ông có bán nhà chẳng hạn. Bán nhà thôi, tôi trường hợp mà bán nhà thôi, tôi chưa nói cái chuyện mua nhà. Bán nhà. Thì tôi nói với tất cả các anh các chị, có ông nào mà bán cái nhà 10 tỷ, ông khai đủ 10 tỷ không? Tôi hỏi. Đấy, Vâng, 100% các ông đều khai khoảng 3 4 tỷ thôi. Các ông nào mà ngon lắm mới khai 5 tỷ. Thì cái đấy là hình thức trốn thuế. Ông 10 tỷ thì đóng 200 triệu tiền thuế 2% mà. Vâng, nhưng mà ông khai 4 tỷ thì ông đóng có 80 triệu thôi. Thì ông lợi được 120 triệu. Đấy, chứ một thay thì 120 triệu của Việt Nam cũng lớn. Thứ nhất, đấy cái chuyện bán nhà tôi nói thật, tôi thách các bạn ở đây có ông nào mà khai đúng. Mà không phải là đút đót đâu nhá. Ở Việt Nam không có đút. Các bạn cứ bảo là à, ông phải đút nọ, đút kia, nọ kia, nó cứ không, không có. Đấy nhá. Cứ làm thẳng thế là ví dụ 84 tỷ thì ông đóng 80 triệu tiền thuế xong. Ví dụ là ông đừng có khai ấy, có ông bán 10 tỷ ông khai có 500 triệu thì cái chuyện nó quá đáng quá thì không được, thấy chưa? Sở thuế người ở ta đâu sẽ sờ tới. Vâng. ở chung Đấy. Mỹ nó cũng cách nó lách, thằng nào khôn thì thằng đó lách mà phải lách lách cho giỏi. Ở Việt Đúng. Nam nó cũng cần về bển, tôi làm ăn tôi thấy Lợi Minh làm ăn thấy đó, ngay cả chính bản thân Lợi Minh nhiều khi về bển làm ăn sống với người Việt của mình cũng cả chục năm nay rồi, thấy có nhiều người còn chỉ cách lách nữa. Mà nói bây giờ cái miếng đất đó mình mua là đất nông nghiệp, bây giờ thay vì bây giờ tôi chia lô ra mà tôi lên đất nền đó, tôi phải đóng thế lô, cái lô đầu là tôi được miễn thuế Vâng. đóng nhẹ, mà cái lô thứ hai mà tôi đầu tư thì phải đóng tới tới hình như 100% lận, đóng rất là nặng, đất thổ cư. Cho Dạ. nên bây giờ mới ập chạy nói thôi mình đừng có chơi như vậy, mình cứ chia lô nhưng mà mình để nông nghiệp, cái người nó mua người ta tự động người ta nâng, mình bán cũng rẻ, thấy không? Mình Vâng. em đủ nó lách luật cho Đúng nè. rồi. Nó trên ý cũng vậy, nói anh chị mấy bạn nói bây giờ tôi đưa cái bằng chứng bên Mỹ họ trốn thuế, mấy thằng giàu nó cũng tìm cách trốn thuế, nó nói ngay cả ông tổng thống Trump cũng vậy, Đúng rồi. ổng đi Đó. bầu cử bà Hillary Clinton mà một số người kêu ổng là phải minh bạch vấn đề thuế má, ổng không dám đưa ra, ổng không dám đưa ra. Nhưng mà bà Hillary cái đối lập á, nói là ăn gian thuế này kia đó, cái ổng nói because I am smart, có nghĩa là tại vì tao thông minh hơn mày, cho nên có nghĩa là nó biết cái cách để đặng mà nó lách luật để đặng nó trốn thuế. Bao giờ cũng vậy, giống Vâng. như vừa rồi ăn một cái miếng đất ở bên Mỹ cũng vậy, cái số tiền mình lời rất là lớn, thay vì bây giờ Dạ tôi đúng phải rồi. đóng tiền đó cho chính phủ Mỹ, nhưng mà tôi phải tìm cách tôi hạ lại, mình điêu và mình hạ đặng mình đóng ít hơn vậy thôi. Nói chung là thương trường mà, thì cái ông chính phủ lúc nào cũng thiệt thòi, nhất là ông chính phủ Đúng Việt rồi. Nam mình mà nói mà Thiệt lấy rất thế nhiều để về tiền thuế ạ. Rất thiệt nhiều tiền thòi. thuế. Vâng. Nam mình thiệt thòi rất là nhiều. Các bạn thấy những tôi về ngồi nói chuyện với bạn vậy, tôi nói những cái người mà họ mua bán nhỏ lẻ các bạn thấy được ưu đãi rất là nhiều, như về Vâng. đất đai Nam cái kiểu mà như Mỹ là các bạn chỉ ngồi khóc thôi, nó quản lý chặt chẽ, Đúng nhưng rồi. mà muốn muốn mà già mà coi như là mình trốn thuế mà cái kiểu mà khôn ngoan với nó đó. Thằng Mỹ nó không phải là cho nói cho phép thì không phải, nó có những cái sơ hở, pháp luật nào cũng vậy, làm Đúng ăn rồi. thương trường Đúng chiến rồi. trường mà Cái pháp lúc luật thì nào nó thực tế cũng có vâng, sơ không vâng, không chặt nữa ăn đâu. sợ Vâng. biết. Thì người ta con người người ta cứ lách 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 vào đấy. Tôi nói với anh Lợi Minh nhá. Mình cái gì mình cũng phải nói sự thực là những ở Việt Nam những doanh nghiệp vừa và những doanh nghiệp nhỏ người ta trốn thuế nhiều lắm. Tôi nói, cho nên là bây giờ tôi mới nói tôi cung cấp cho các bạn một số này, một lần tôi có một đọc một cái bài phân tích của một cái nhà kinh tế. Người ta nói này, hiện nay tốc độ phát triển của Việt à cái tức là GDP còn tức là năm 2017 nó cỡ khoảng độ 220 tỷ đô la.
mà chia bình quân đầu người ra thì nó cỡ khoảng độ, tức là bình quân đầu người thì là tổng thu nhập là một năm là 2.650 đô la một đầu người. Nhưng chuyên gia kinh tế là bây giờ ví dụ ông thu thuế đúng, thu thuế đủ nọ khi tất cả thứ thì có khi thu nhập bình quân một đầu người nó cỡ khoảng sấp xỉ 4.000 đô la. Nhưng cái đấy ông cứ làm sao mà tính được? Tổng cục thống kê Ngân hàng Châu Á người ta chỉ tính được những cái công khai thôi, còn cái trò mà ông trốn nọ kia tất cả thứ làm sao ông tính được? Cho nên tôi đồng ý với cái nhận định của cái ông về cái nhà chuyên gia kinh tế như thế, bảo hiện nay thu nhập bình quân đầu người hiện nay Việt Nam sấp xỉ cỡ khoảng độ 4.000 đô la chứ không phải 2.650 đâu. Còn các bạn cứ ngồi các bạn suy ngẫm vậy. Vâng. Bà nói rất là đúng, tại mình cũng nghĩ với anh như vậy. Tại vì sao ông nhà nước mình không thống kê là tại người dân của mình nó xài tiền mặt, đa số là xài tiền mặt, tại xài vàng, sử dụng tiền mặt với vàng, cho nên ông nhà nước mình không thống, khó mà chạy theo người dân nổi, thành ra đành buông thôi, cứ để cho nó xoáy trong cái dòng kinh tế của nội địa, cứ để cho nó xoáy vào trong đó, nó tự động để đặng mà nó vươn lên và không kiềm chế. Nói chung thì làm ăn mà thương trường là chiến trường, như đã nói thì cái ở đâu cũng vậy. Các bạn đừng nghĩ là xã hội Việt Nam làm ăn lách luật mà thuế má là xã hội bên Mỹ giống như cái thiên đường, không có đâu, các bạn sai lầm rồi. Tôi là dân kinh doanh làm ăn tôi biết mà, các bạn biết nếu mà mình làm ăn kinh doanh mà mình không biết lách đó là mình đóng sặc máu luôn chứ bây giờ. Đúng rồi, thành ra trong cái thương trường mình phải biết lèo lái, nhưng mà cái thằng sở thế bên Mỹ nó cũng biết là mình lách, nhưng mà mình lách cách khôn khéo và mình lách mà nó bắt mình không được. Thằng Mỹ nó vậy, nó ăn đúng nó phải ăn cho khôn. Anh ăn không khéo gọi là ăn mà chùi mép á, là nó bước anh văng vô vách. Hãy mà nó audit có nghĩa là nó cứ 10 năm hay là 3 năm gì đó, cái nó vô cái hồ sơ mình nó điều tra. Nó điều tra coi mình sơ hở chỗ nào, ở đằng nó quất mình, mà nó quất mình chỗ nào là nó phạt. Cho nên mình phải khôn khéo, mình làm gì mình phải khôn khéo với nó. Những cái bí mật đó trong cái thương trường không nói ra hết, đúng không? Phải chừa lại với đằng nó chứ. Nói chung với nói với Lệ Minh là một đất nước đang phát triển mà dùng tiền mặt nhiều, anh hiểu không? Thì nói chung là người ta lách giết tất cả các thứ thôi. Bây giờ ví dụ vâng đấy. Thứ hai là cái quy luật thôi. Vâng. Mấy ông mà bán nhà mua bất động sản ở Việt Nam nữa, cứ nhà mà 10 tỷ rồi cứ ra đó ngoài giấy tờ cứ nói 5 tỷ 3 tỷ thôi à. Vâng đúng. Còn như là mấy ông cầm tiền mặt, mấy ông bỏ túi, mấy ông lách, đủ kiểu đủ cách chứ. Nói chung tôi làm ăn tôi biết mà. Tôi có công ty nhà máy nước ở Phú Lý tôi biết mà tôi bán công ty rồi. Tôi làm vui lắm. Nói chung là mình về làm là lúc đó là lúc đầu tiên thì học hỏi được rất là nhiều những cái vui. Những cái vui. Cái vui nhiều khi cười ra nước mắt luôn chứ mà giỡn. Có một cái ví dụ nó cũng cái kiểu như thế, nó cũng như là kiểu ban đêm ấy mà cứ khoảng 12 giờ 1 giờ mà cái ông đang đi Honda mà ông dừng đèn đỏ thì nhiều người bảo mẹ cái ông thầy điên. Thật, ví dụ như Honda thôi chứ ô tô thì nói chung là thực hiện, đúng không? Bây giờ các anh chị ví dụ 1-2 giờ đêm các anh chị thấy vẫn có cái đèn xanh đèn đỏ. Nhưng mà đối với những người Việt Nam anh thấy không? Có ai ít ai mà đến đèn xanh đèn đỏ các anh dừng lại không? Bây giờ mà nhiều khi mình dừng lại mà đường vắng tanh nhá. Thì nói chung thôi mình nói mình gọi là cái ý thức đấy là qua, mình nói về kinh tế, gọi là những cái trò trốn thuế của những người dân Việt Nam thì mình nói qua về vấn đề đó thôi. Thôi bây giờ coi như cái vấn đề đó mình cho qua lại mình. Bây giờ này mình muốn nói về cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc á, thì là vừa rồi tức từ mùng 1 tháng 10 nhá, thì là bắt đầu cái tức Mỹ áp thuế tăng thêm 10% đối với hàng hóa của Trung Quốc cỡ khoảng 200 tỷ đô la. Thì Trung Quốc Trung Quốc thì đánh thêm được 65 tỷ đô la. Vì thực tế là cái thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nó rất là lớn. Chứ bây giờ Trung Quốc là sao mà đánh được 200 tỷ đô la Mỹ, vì thực tế là Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc có đâu được bằng lượng đấy. Mà đến tháng 1 năm 2019, mùng 1 tháng 1 2019 thì cái suất nếu mà không có sự điều đình nhá thì thuế xuất đấy nó tăng lên 25%. Thì cái khả năng cái hàng Trung Quốc đấy, thì tất nhiên Trung Quốc người ta đánh cái tức là cuộc chiến tranh thương mại mà cũng đánh cái thuế suất của Mỹ cũng tương tự như vậy. Nhưng mà tôi nói với các anh các chị
là ví dụ là hiện nay là Trung Quốc cũng rất là, theo tôi tìm hiểu là Trung Quốc cũng rất là ngang. Đầu tiên người ta định cử một cái ông mà về cái, tức là về cái chuyên viên về vấn đề kinh tế rất là giỏi của Trung Quốc để sang Mỹ điều đình. Nhưng mà thấy à Trung Quốc ấy cái thế thì hiện nay ơi Mỹ nó làm cái chuyện như thế, thành công Trung Quốc hiện nay hoãn cái điều đình về vấn đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc rồi, thì tôi không hiểu từ giờ đến cuối năm, tức là thực hiện 25% mới là vấn đề chết anh ạ. Theo tôi nghĩ thế, thì từ giờ đến cuối năm mà không biết là hai bên có gặp nhau để tháo gỡ vấn đề đó không. Mà nói chung là bây giờ này, mình có một cái vấn đề đặt ra là nếu mà có một cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc mà không có sự điều đình mà thực sự xảy ra, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới như thế nào? Và nhất là thôi mình ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam như nào? Việt Nam lợi được cái gì? Hại cái gì? Đấy, thì tôi xin mời anh Lợi Vinh cùng trao đổi. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Các bạn Lợi Minh nói chuyện nha. Chỉ nhìn với nói chuyện với anh Bằng, nhiều khi không để ý chắc chát có gì thì anh chị các bạn thông cảm giùm nha. Tôi nói với bạn, xin lỗi Lợi Minh, tôi nói với bạn Thành Định này. Chúng tôi nói về vấn đề kinh tế này, tức là không phải diệt ba que, tức là chúng tôi tuyên truyền. Thấy chưa? Tức là bằng cái sự hiểu biết của tôi và anh Lợi Minh, tôi tuyên truyền cho những người trong nước, người ta chưa hiểu biết về vấn đề này. Và bà con Việt Kiều ở bên Mỹ, người ta chưa kiểu biết về vấn đề này, người ta hiểu. Mà từ vấn đề hiểu đó rồi, thì những cái luận điệu xuyên tạc của bọn ba que người ta cảm thấy có lý, thì chúng nó không có tác dụng. Đấy là cái mục tiêu của chúng tôi, chứ không phải lên đây tôi cứ ba que là chúng tôi bắn thì chết thằng nào, không chết thằng nào cả. Vâng, xin chào Lợi Minh. Dạ, thì nói chung cái khẩu hiệu diệt ba que nó chỉ là một cái khẩu hiệu để mình khẩu hiệu ấy thôi, để mình tiến bước trong trong một cái gọi là nhóm anh em thôi, chứ đâu phải lúc nào cũng lên nhóm ba que bắn hoài mà nhóm ba que bắn hoài như... đạn thì hết anh ạ, giờ cũng yếu rồi, đạn dược. Thì để trò chuyện với anh chị các bạn với anh Bằng là như thế này. Trước khi nói thì tôi muốn đi về một chút xíu. Thì các bạn thấy đó, hồi lúc mà trong cái cuộc vận động bầu cử của Mỹ đó, tôi rất là lo sợ. Tôi rất là lo sợ về bà Hillary. Nếu bà ta thắng cử thì nó là một cái mối nguy hiểm cho Việt Nam của mình. Bởi vì bà này, bà có cái đường hướng, bà rất là nhu nhượng về Trung Quốc, về kinh tế. Và chính sách của bà nó không có được rõ ràng lắm, rất là nguy hiểm. Có thể xảy ra một cái cuộc nội chiến, một cuộc chiến thế giới thứ ba. Nhưng mà tôi phải nói là khi ông Trump ông lên nắm quyền, điều mà tôi rất là mừng, tại ông này là một cái thương gia, ông kiềm chế hàng Trung Quốc. Tại vì ông kiềm chế hàng Trung Quốc, kiềm hãm Trung Quốc đó, nó có lợi cho Việt Nam mình rất là nhiều. Thì các bạn thấy, ông là một thương gia mà ông lên, ông thấy được cái vấn đề mà thâm thủng mậu dịch trong vấn đề mà kinh tế của Mỹ. Ông thấy rằng Trung Quốc chơi không bằng, tại vì Trung Quốc nó bỏ tiền, nó thao túng bọn chính trị gia của Mỹ, bọn tài phiệt Mỹ nó bỏ ra tiền, nó thao túng mà quyền lợi của nó mà. Và ông Trump thì ông là một cái thương gia thì ông không thích như vậy. Ông nói chơi làm kinh tế thì phải công bằng. Tại vì tôi thích theo dõi những cái chương trình mà khi ông chưa làm tổng thống đó, những cái chương trình mà ông chọn lọc những cái người tài của ông rất là giỏi. Các bạn mà theo dõi cái chương trình FPNC của ông cực kỳ hay. Ông nói về những cái cách làm ăn thương của những người thương gia mà người ta thành đạt, mà người ta chọn làm sao mà để cho công ty nó phát triển và mở rộng. Rồi, xin chào, xin tìm một người tài thì rất là hay. Thì tôi thấy các bạn nói về vấn đề mà kinh tế Mỹ thì hiện nay vấn đề thâm thủng mậu dịch, Mỹ xuất khẩu vào trong Trung Quốc một năm chỉ có hơn 130 tỷ thôi, trong khi đó Trung Quốc xuất khẩu vô nước Mỹ mỗi một năm tới hơn 500 tỷ, hơn 530 tỷ. Thì các bạn thấy là cái sự thâm thủng mậu dịch càng quá lớn đi. Ông Trump cũng thấy được cái sự không công bằng và cái thằng Trung Quốc nó thao túng bọn tài phiệt quá lớn, và ông đòi hỏi vấn đề phải công bằng. Rồi đâu qua đó hiện nay ông bính, thì cái bính cái vấn đề mậu dịch này thì người dân Mỹ họ cũng bị ảnh hưởng một phần nào, nhưng mà nói về tương lai sau này đó thì những cái giới trẻ sau này đó nó đỡ gánh những cái gánh nặng hơn, thì nợ công nó sẽ giảm được bớt phần nào. Bởi vì khi nó quân bằng cái mậu dịch lại, nó sẽ ổn định công ăn việc làm cho những người dân Mỹ, nó sẽ ổn định cái kinh tế Mỹ lại, nó không bị lún sâu vào vấn đề thâm thủng mậu dịch quá lớn. Thì các bạn thấy châu bò nó, hai thằng này nó đấu đá nhau, thì nó cái thằng Trung Quốc hiện nay nói chung là nó thiệt hại rất là nặng nề, nó cũng rung lắm chứ không phải là giỡn đâu các bạn. Tại vì nó xuất khẩu quá lớn vô Mỹ mà, và cái nguồn kinh tế của nó lệ thuộc vào hàng Mỹ rất là lớn như vậy.
cho nên nó phải mua cái trái phiếu của thằng Mỹ để gọi giống như cái bảo hộ, để bảo hộ kinh tế cho thằng Trung Quốc. Mà các bạn thấy khi nó đánh như vậy đó, thì bây giờ những cái hàng hóa của thằng Trung Quốc nó mắc lên, nó sẽ cao lên. Thì cái ở Việt Nam mình hiện nay là một cái đất nước mà mới phát triển thì rất là tốt, đối với tôi thấy là vậy, rất là tốt. Những cái công ty hàng, những công ty của Mỹ và những cái công ty của thế giới nó nhìn thấy thị trường của hàng Trung Quốc không còn hấp dẫn nữa, nó sẽ tràn qua Việt Nam. Hiện nay những cái nguồn hàng made in Việt Nam hiện nay ở Mỹ các bạn biết tràn lan hết. Ngày xưa mà đi kiếm những cái từ bộ phận điện tử cho đến những cái mặt hàng gia dụng của Việt Nam hiện nay là nó made in Việt Nam hơi bị nhiều. Tụi đây là một cái điều rất là đáng mừng. Đấy. Có lợi cho Việt Nam mà nhiều. Theo tôi thấy là hai thằng này nó đánh nhau thì ngay cả thằng Trung Quốc bây giờ nó cũng sang Việt Nam để đặng mà nó tìm cái nguồn hàng rẻ hơn để đặng nó xuất khẩu về trong quốc gia nó, các bạn thấy đó. Và ngay cả bây giờ nó phải qua Việt Nam nó làm, mà nó đóng mặt Việt Nam, nó mượn cái danh của Việt Nam nó chơi ăn gian nữa để đặng nó nhập khẩu ở Mỹ để đặng nó được giảm thuế, nó được ưu Không, đãi. không, cái vấn đề này đấy, tôi nói anh nhé, thì vừa rồi những doanh nghiệp Việt Nam, anh hiểu không? Người ta thấy ví dụ như hàng inox và hàng sắt chẳng hạn, thì là cái thuế suất của Trung Quốc thì nó cao khoảng 25%. Nhập Trung Quốc như Việt Nam thì mình vẫn cứ hưởng cái thuế suất ưu đãi bình thường là 10%. Thì là mấy doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu mới lấy thép của Trung Quốc về, sau đó đóng Make in Việt Nam và sau đó nhập sang Mỹ. Thì những cái trò này chính phủ mình đã cảnh báo và đã ngăn chặn anh ạ, chứ nó không bây giờ Hay thằng hay Mỹ nó, vâng, đấy, thằng Mỹ hay nó phát chỗ hiện ra, thằng Mỹ nó phát hiện đó. ra thì nó sẽ ấy. Cho nên là trong cuộc chiến tranh thương mại này thì nói chung là ví dụ là những cái mặt hàng nào ngày xưa ví dụ Việt Nam và Trung Quốc đều cạnh tranh vào thị trường Mỹ, thì bây giờ cái thuế suất của thằng Mỹ nó bóp tăng cao lên thêm 25% nữa thì Việt Nam mình thì vẫn giữ nguyên, thì cái đó là cái có rất có lợi và mình phải tận dụng cái thị trường Mỹ. Mà khi cái hàng Trung Quốc vào len lỏi vào Mỹ là không được rồi, hiện nay thuế suất cao thì những người Mỹ người ta sẽ nhập hàng Việt Nam chất lượng tương đương Đúng. vào. Vâng, để mà ví dụ vâng, người dân dân Mỹ người ta mua hàng Việt Nam chất lượng tương đương mà giá rẻ hơn hàng Trung Quốc. Đấy, Trung Quốc thì người ta vẫn vào được. Ví dụ thuế suất tăng lên 25% nữa vẫn vào được. Nhưng mà cạnh tranh với hàng Việt Nam không được. Anh hiểu không? Cho nên những cái mặt hàng nào ngày xưa Việt Nam và Mỹ cùng cạnh tranh nhau vào Mỹ, vào thị trường Mỹ, thì hiện nay Việt Nam cái cuộc chiến tranh thương mại này thì Việt Nam rất có lợi. Có lợi về Đúng. về 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 cái mặt đấy thôi. Còn một lát nữa tôi sẽ phân tích về những cái gọi là nó cũng có cái hại cho cái nền kinh tế Việt Nam. Anh Mình bạn, anh tận bạn dụng cái đầu tiên. mình phải vâng, mình phải cố gắng tận dụng những cái gọi cái lợi thế về cái cuộc chiến tranh thương mại này để mình tận dụng. Ok. Vâng, chứ còn ví dụ những cái mặt hại đấy mình phải cố gắng, vì mình là cái nước giáp biên giới với Trung Quốc. Thì nói chung mình phải tránh cho những doanh nghiệp Việt Nam và mình để mà gọi là ông lợi dụng những cái kẽ hở của pháp luật của cái thị trường Mỹ để mình làm ăn gian dối. Cái chuyện đấy là nhà nước mình phải phải nói chung là phải vâng dùng cái phải phạt rất nặng những cái công ty vào, để mà ví dụ nữa quan hệ về kinh tế, tôi nói anh nhé, quan hệ về kinh tế giữa Mỹ và Việt Nam nó vẫn cứ như hiện nay, chứ không bây giờ nó lại trừng phạt Việt Nam, nó tăng thuế suất của hàng Việt Nam nữa. Thì ví dụ như vừa rồi cái hàng cá ba sa chẳng hạn, Trung Quốc nó bảo là Việt Nam coi như là coi như trợ giá cho cái hàng cá ba sa, chẳng qua là nó để nó bảo hộ cái hàng của Mỹ thôi, nó định nó tăng bọp cái giá ba sa của Việt Nam lên chẳng hạn, thì cái cá ba sa của Việt Nam không khó nó lọt vào thị trường Trung Quốc đấy, ở thị trường Mỹ. Rồi xin mời lại mình. Dạ, cảm ơn bạn, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thì phải nói là anh bạn đưa ra một cái ông nhà nước của mình rất là hay. Mình làm ông nhà nước của mình lãnh đạo phải nói là tuyệt vời trong cái niềm tin chiến lược. Mình đã ngăn chặn kịp thời để nó không làm mất cái uy tín và ảnh hưởng của cái sản phẩm của Việt Nam. Bởi vì các bạn thấy thằng Trung Quốc nó làm ăn lúc nào nó cũng lươn lẹo hết trơn á. Nó là cái anh gọi là lươn lẹo mà. Anh Mỹ mà anh còn phải sợ mà. Bây giờ cả cái cộng đồng thế giới bây giờ còn phải sợ Trung Quốc. Cho nên hiện nay tôi thấy những cái mặt hàng mà mấy ở Việt Nam được tràn vào Mỹ, các bạn thấy những cái sản phẩm của Việt Nam bây giờ phải nói rất là cái chất lượng rất là tốt. Thì đây là một cái điều mà nó cũng đã đẩy mạnh cái sự phát triển của đất nước và cái dân trí của ngày một cao hơn. Bởi vì tôi nói dân trí, tôi xin đính chính lại một lần nữa là dân trí ở đây là về sự hiểu biết, về ý thức cộng đồng, về trong một cái mô hình xã hội mình ý thức về những cái tiêu chuẩn của một cái người công dân sống trong một cái và thượng tôn pháp luật rồi vậy đó. Tôi nói như vậy chứ không phải là nói anh học thấp hay học cao,
chơi dân trí ở đây không phải là học vị. Các bạn nên nhớ thì nhiều khi tôi muốn đính chính để nhiều khi nhiều người nói ô cái thằng này nó Vâng. ngạo mạn, nó kiêu ngạo, nó lên mạng nó nói tại dân trí thấp. Đúng Ok, cái mạng của Lê Minh bị vấn đề anh Bằng ơi. Cái rồi. mạng là Bây giờ của bị cái đúng rồi, tức là từ bên ấy truyền về về đây có một cái vấn đề như là cái cáp quang thì phải. dạ, nó bị vấn đề anh Không, Bằng, cho xin chào vâng anh cái Bằng, mạng có gì. vâng cái mạng ở đây hiện nay cũng rất tốt. Dạ, ở bên này nó bị gì để có gì lại mình reset lại coi nha anh Bằng. Ok, Mời anh em khác lên. rồi mình